nha các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh của Tú Lê Vlog nha các bạn. Hôm nay á, ở nhà mình mua về cái bánh này nè các bạn. Bánh này là bánh bao nè các bạn. Trời thấy bớt bão rồi các bạn, cho nên mình xách xe đi ra chợ các bạn, mình mua bánh về đang ăn nha các bạn. Mấy hôm nay á, trời bão liên tiếp mấy ngày các bạn, cho nên mình không có đi ra chợ được. Mình thèm bánh á các bạn, cho nên bữa nay mình đi ra chợ mình mua bánh về rất là nhiều luôn để mình ăn nha các bạn. Bây giờ mình mời các bạn cùng ăn nha. Bánh này là bánh bao, còn cái bánh này là bánh bánh qua giạc á các bạn. Đó. Còn bánh này, cái này là rau câu nè các bạn. Còn này là bánh tét nha các bạn, bánh tét nhân chuối nha. Còn ở đây á là chè lẩm tẩm nè các bạn. Đó. Chè lẩm tẩm nè. Nó đầy quá cho nên mình nghiêng không được nha các bạn. Còn cái chén này nữa là cái chén, bánh canh ngọt á các bạn. À, toàn là bánh dân gian không các bạn ơi. Bây giờ mình mời các bạn cùng ăn với mình nha. Bây giờ mình ăn một miếng chè lẩm tẩm thôi các bạn. À, nước cốt dừa ngon ghê luôn các bạn ơi. Rồi mình mời các bạn nha. Ồ, viên chè nè. Rất là ngon luôn các bạn. Nước cốt dừa với lại củ gừng đó các bạn. Gừng nó sắc sợi sợi ra ngon ghê luôn. Ăn một chén chè thiệt là đã luôn các bạn ơi. Một chén chè này người ta bán ở chợ rẻ lắm các bạn. Nó chỉ có 5.000 thôi. Một chén vậy là 5.000 này các bạn. Cái này cũng 5.000 nè. Bánh canh ngọt nha các bạn. Mình mời các bạn cùng ăn nữa nha. Bánh toàn là món ăn dân gian không các bạn ơi. Ngon quá à. Cái chè này rất là ngon luôn. Ủa cái bánh canh ngọt này rất là ngon luôn các bạn. Mình cái chén này bự lắm mình ăn không có hết nha các bạn. Mình để lại bớt. Mình sẽ ăn bánh tét các bạn ơi. Mời các bạn cùng ăn nha. Bánh tét này, bánh tét nhân chuối nha các bạn. Mỗi một cái là chỉ có 5.000 thôi các bạn ơi. Rẻ lắm. Ở quê mình bán cứ 5.000 cái vậy nè. Đó. Mình mời các bạn cùng ăn nha. Bánh tét nhân chuối. Cái nhân nó rất là đỏ luôn các bạn. Để mình cắt ra cho các bạn xem nha. Đó, các bạn thấy chưa? Đẹp ha. Rồi bây giờ mình mời các bạn cùng ăn với mình nữa nha. Đẹp quá các bạn ơi.
người ta gói rất là vừa ăn luôn các bạn. Chuối ngọt, còn nếp thì dẻo, ngon lắm. Mình mời các bạn cùng ăn cái miếng cao cao với mình nha. À, cái miếng cao cao đẹp ha các bạn, bông hồng. Mình mời các bạn cùng ăn cái bánh hoa dạt với mình nha. Cái bánh hoa dạt này rất là ngon luôn các bạn. Ở trong mới là nhân dừa nè các bạn. À, nhân dừa ngon nha các bạn. Mình mời các bạn cùng ăn với mình nha. Bánh hoa dạt ngon quá các bạn. Ngon lắm. Bánh hoa dạt thường thường ta làm bằng nhân dừa không các bạn, rất là ngon luôn. Mình mời các bạn cùng ăn với mình đó nha. Cái bánh bao nè, thật là lớn luôn các bạn. Ô trứng, gớt trứng ra nè các bạn ơi. Rồi mình mời các bạn cùng ăn nha. Rồi hai trứng được. Mình rất thích ăn bánh bao luôn các bạn. Mình là đạo bánh bao. Còn con mình thì không phải đạo bánh bao các bạn. Nó không ăn một cái nào luôn á. Bánh bao là không ăn. Còn mình thì ăn. Cứ bánh bao là mình ăn nha các bạn. Ngon ghê luôn các bạn ơi. Vừa ăn lắm. Mình ăn hết như đây là nửa cái bánh bao luôn các bạn. Quá ngon. Cái da bánh bao như là cái nhân bánh bao nó làm rất là vừa ăn các bạn ơi. Xốp ngon. Bữa nay mình ăn hết nhiều bánh rồi, mình no chiều phải ăn cơm luôn các bạn. Ăn mỗi thứ một miếng thôi là no các bạn. Ngon ghê luôn. Mình mời các bạn cùng uống nước với mình nha. Bữa nay mình uống nước đá các bạn à. Bữa nay nhà mình bị hết ống hút rồi. Hồi nãy mình đi chợ mà mình cũng quên mua luôn các bạn. Mấy cái lặt vặt như vậy cái mình không nhớ, mình hay quên. Rồi hôm nay mình chia sẻ với các bạn á, bữa ăn bánh nhân vàng á các bạn. Video đến đây cũng đã dài rồi, mình xin kết thúc video ở đây nha các bạn. Nếu các bạn thấy hay thì cho mình xin một like, một share, một đăng ký nha các bạn. Bye bye các bạn nha, hẹn gặp lại video tiếp theo nha các bạn.